tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi những thông tin mới nhất nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị ngay sau đây là phần nội dung chi tiết người đàn ông 40 tuổi được phát hiện tử vong trên vỉa hè thành phố Vinh Nghệ An vào sáng sớm nạn nhân mặc áo phông quần đùi đi giày thể thao Sáng ngày 16 tháng 2, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, sáng sớm cùng ngày, người dân trên địa bàn phát hiện một thi thể nam giới trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ nên trình báo cơ quan chức năng. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là CHTA, sinh năm 1984, là phó hiệu trưởng trường dân tộc nội trú ở tỉnh Lạng Sơn. Nam thanh niên đi cùng với đoàn từ Lạng Sơn vào Nghệ An công tác. Qua điều tra sơ bộ cho thấy, khoảng hơn 5 giờ sáng nay ngày 16 tháng 2, nạn nhân mặc quần đùi, áo phông để đi thể dục, khi đi đến đường Nguyễn Văn Cừ thì tử vong trong tư thế ngửa người, nguyên nhân tử vong nghi là do đột quỵ. Được biết anh TA đi cùng với đoàn từ Lạng Sơn vào Nghệ An công tác, hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó ngày 13 tháng 2, Ủy ban nhân dân xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, Quảng Trị cho biết cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ việc liên quan đến thi thể thanh niên nổi trên sông Ô Giang sau 5 ngày mất tích. Theo diễn biến vụ việc, sáng cùng ngày, người dân thôn Hội Điền, xã Hải Phong, Hải Lăng bất ngờ phát hiện thi thể một nam giới trôi trên sông Ô Giang, vị trí gần trạm bơm của hợp tác xã Câu Nhi, xã Hải Phong. Danh tính nạn nhân được xác định là HVA, 29 tuổi, trú tại xã Hải Định, huyện Hải Lăng gia đình anh HVA cho biết anh A mất tích từ ngày mùng 2 tháng 9 tức 30 Tết, người thân đã tìm kiếm suốt nhiều ngày nhưng không có tung tích, đến mùng 4 Tết thì phát hiện tử vong trên sông.